Ghê thôi em, tầng hắn quá vậy. Là sao? Tại vì con mũi á, nó ba vô cổ họng em. Em phải hê 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 để mà cho mũi nó văng ra ngoài. Em nói nghe nè, cái khu phố này nè, em có vệ sinh. Cho nên mai mốt á, không tập ở khu phố này nữa, bỏ nha.